Nhóm Múa đến từ lớp 11 Đại học Kinh doanh 1A sau khi gây ấn tượng ở vòng thi bán kết với ca khúc Đất Việt Tiếng Vọng Làng Đời. Phần trình diễn đã được đầu tư công phu cả về con người lẫn trang phục. Biểu diễn đã để lại ấn tượng khó quên trong khán giả. Nhóm cũng đã cùng nhau tiếp tục tập luyện rất tích cực cho đêm chung kết ngày hôm nay.